Tại vùng Yakutia, cực đông bắc của Nga, các nhà khoa học địa phương đang tiến hành khám nghiệm tử thi một con sói bị đóng băng trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu khoảng 44.000 năm, một phát hiện mà họ cho biết là lần đầu tiên có. Được người dân địa phương tình cờ tìm thấy ở quận Abyski của Yakutia vào năm 2021, cơ thể của con sói này hiện mới được các nhà khoa học kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là phát hiện đầu tiên trên thế giới về loài động vật ăn thịt vào cuối kỷ Pleistocene, Anbek Protopopov. Trưởng khoa nghiên cứu quần thể voi ma mút tại Viện Hàn lâm Khoa học Yakutia cho biết. Ông nói, tuổi của nó là khoảng 44.000 năm và chưa từng có phát hiện nào như vậy trước đây. Nằm giữa Bắc Băng Dương và vùng cực đông bắc cực của Nga, Yakutia là một vùng đất rộng lớn với nhiều đầm lầy và rừng rậm có diện tích bằng bang Texas, trong đó khoảng 95% được bao phủ bởi lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Nhiệt độ mùa đông trong khu vực được biết là có thể giảm xuống mức âm 64 độ C. Thông thường các loài động vật ăn cỏ sẽ chết, mắc kẹt trong đầm lầy, chết cóng và cả nhóm sẽ đến được với chúng ta. Đây là lần đầu tiên một loài ăn thịt lớn được phát hiện, Protopopov cho biết. Protopopov cho biết, mặc dù không có gì lạ khi tìm thấy xác động vật hàng nghìn năm tuổi bị chôn sâu trong lớp băng vĩnh cửu đang dần tan chảy do biến đổi khí hậu, nhưng loài sói này rất đặc biệt. Ông nói thêm, nó là loài săn mùi rất năng động, một trong những loài lớn hơn. Nhỏ hơn một chút so với sư tử và gấu hang động, nhưng là loài săn mồi rất năng động, di động và nó cũng là loài ăn xác thối. Đối với Artyom Nedoluzko, giám đốc phát triển phòng thí nghiệm di truyền học cổ đại tại Đại học châu Âu ở sưu tầm Petersburg, hai cốt của loài sói này cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm có về Yakutia cách đây 44.000 năm. Mục tiêu chính là tìm hiểu loài sói này ăn gì, nó là loài nào và nó liên quan như thế nào đến những loài sói cổ đại từng sinh sống ở vùng Đông Bắc Âu Á, ông nói.